Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với điểm tin game chiến thuật số thứ 8 của GameHub.vn. Hãy cùng điểm danh những đầu game thể loại này trong tuần vừa qua và chờ đón xem có những điều gì thú vị nhé. Dòng game chiến thuật mobile đã không thể vui mừng hơn với bản cập nhật mới nhất của game Clash of Clans 2. Điểm mới đầu tiên chính là sự hiện diện của hero miễn phí cho người chơi mang tên Genie. Đây là một sản phẩm thiết kế giành giải nhất trong cuộc thi Design Hero do nhà phát triển tổ chức. Và điều thứ hai phải nhắc tới ở bản cập nhật này chính là cơ chế Salvage, tạm dịch là tận dụng. Với cơ chế này thì người chơi có thể hy sinh bất cứ một hero cấp epic nào để đổi lấy một phép thuật Magic Power. Và cập nhật về mặt kỹ thuật lần này thì game đã có cơ chế chuyển đổi độ phân giải theo hai mức high và low tùy ý, giúp bộ phận game thủ sử dụng những thiết bị đời cũ trải nghiệm game được mượt mà hơn. Game đã được tung ra vào ngày 20 tháng 8 vừa qua với bản update mới nhất này, và game thủ Android sẽ là những người đầu tiên có cơ hội đón nhận bản update, sau đó sẽ là cộng đồng iOS, Windows Phone và những ai sở hữu phiên bản game trên kho tải Amazon. Là tựa game mobile lấy cảm hứng chủ đề từ dàn nhân vật đình đám trong bom tấn Tomb Raider, được thiết kế và phát triển dưới tay những người đã khai sinh ra Hitman Geo. Với gameplay mang phong cách theo lượt, người chơi Lara Croft Geo sẽ có nhiệm vụ phải giải đố, tránh khỏi án tử của chướng ngại vật trong game và tìm kiếm thu thập những cổ cải trong khi hoàn thành level. Trong sự kiện E3 2015 vừa qua thì hãng game đã đánh tiếng đây sẽ là một siêu phẩm đáng được chờ đợi. Sau một khoảng thời gian khá dài thì Square Enix đã chính thức lên tiếng hẹn ngày phát hành vào ngày 27 tháng 8 năm 2015 trên tất cả các nền tảng di động. Các game thủ hãy nhớ theo dõi GameHub.vn để được cập nhật ngay thông tin và link tải game một cách nhanh nhất nhé! Frozen Synapse là một tựa game nằm trong nhánh game chiến thuật nhóm, áp dụng cơ chế theo lượt như những ván cờ vua. Khởi đầu mỗi một lượt chơi thì game thủ có khoảng thời gian vô giới hạn để vạch trước hướng đi cho đơn vị của mình, chọn cho mỗi người lính một hành động đặt sẵn. Mỗi khi ra lệnh bắt đầu màn chơi thì Frozen Synapse sẽ thực hiện tất cả những kế hoạch của người chơi đã đề ra trong khoảng thời gian thực, dựa trên những yếu tố như hướng nhìn của đơn vị, tốc độ di chuyển, tư thế đứng và hành động mà bạn chọn trước đó để quyết định xem ai sống ai còn. Từng là một đại diện giành tiếng tăm trên PC console, Frozen Synapse khi đặt chân lên mobile chắc chắn sẽ là một cái tên mà game thủ không thể bỏ qua. Một tin buồn cho những game thủ yêu thích tựa game chiến thuật Fallout Shelter đó là game đang gặp phải một lỗi cực lớn. Nếu thiết bị cầm tay của người chơi hết pin hoặc ứng dụng đóng bất ngờ vì hết bộ nhớ tạm thời thì toàn bộ file lưu sẽ có nguy cơ bị xóa đi là rất cao. Không chỉ có tiến trình chơi mà toàn bộ các vật phẩm trong game cũng có thể biến mất bởi mọi thứ đều được lưu trữ trên cùng một file. Tuy không xảy ra liên tục nhưng việc mất dữ liệu luôn là điều tồi tệ và ít ai mong đợi, nhất là khi bạn đã dồn biết bao tâm huyết và công sức vào nó. Người chơi đã phải tìm ra một cách khắc phục tạm thời, đó là định vị và sao chép lại toàn bộ dữ liệu trong game trong lúc chờ đợi nhà phát hành sửa lỗi này. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ xảy ra trên nền tảng Android, trong khi người sử dụng iOS chưa thấy một ai phản ánh. Hy vọng là sau khi sửa lỗi thì Fallout Shelter sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các game thủ.